Bây giờ là phần thi khởi động. Anh Đức. Led ạ. Diod phát quang ạ. Như vậy là chúng ta đã cái thì chúng ta lục lại thật nhanh và nó đến thật nhanh đúng không? Nó đến thật nhanh đúng không? Theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỉnh nào của nước ta có dân số ít nhất? Tỉnh Gia Lai. Đáp án là Bắc Cạn ạ. Năm 2022, thành phố nào của Nam Bộ được UNESCO ghi danh của mạng lưới? Bạc Liêu ạ. Cao Lãnh ạ. Quần đảo Trường Sa hay quần đảo Hoàng Sa có nhiều đảo hơn? Đinh Tùng. Trường Sa. Chính xác. Với 75 điểm là Nguyên Vũ. Vâng, như vậy là trong thời gian vừa rồi chúng tôi vừa tiến hành kiểm tra lại điểm của phần thi khởi động của cả 4 bạn thí sinh. Và Nguyên Vũ đã có một số điểm thay đổi một chút. Bạn được cộng thêm 5 điểm. Số điểm hiện tại của Nguyên Vũ đang là 75 điểm. Các thí sinh hãy thật nhanh chóng tìm ra một ẩn số gồm có 16 chữ cái. Chướng ngại vật của chúng ta gồm có 16 chữ cái, còn đồ họa hiện đang đề là 12 chữ cái là sai nhé. Các bạn phải thật chú ý. Người tiếp theo lựa chọn một từ hàng ngang, đó chính là Nguyên Sơn. Nhưng trước đó chúng ta sẽ cùng xem một góc của hình ảnh gợi ý. Khá bất ngờ, chúng tôi chỉ nhận được duy nhất một câu trả lời từ Nguyên Sơn, đó chính là công tơ. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhận được câu trả lời bằng bảng của anh Đức, đó là cầu dao. Xin mời anh Đức một tiếng chuông tiếp theo. Là Đinh Tùng. 70 là điểm số của Nguyên Sơn. Anh Đức đang có 70 điểm. Và dẫn đầu với 105 điểm là Nguyên Vũ. Cách đây ít phút thì bạn Nguyên Sơn là người xuất sắc nhất trong phần thi vượt chướng ngại vật. Đáp án chính xác của chúng tôi là 4, 1, 2, 3. Không có bạn thí sinh nào trả lời được chính xác câu hỏi này, rất đáng tiếc ạ. Chúng tôi muốn hỏi Đình Tùng tại sao lại C ạ? Nếu Kim C là Kim Phút thì Kim A đang chỉ vào số 10, đúng số 10. 5 điểm là Nguyên Vũ. Bây giờ là phần thi về đích. Và số điểm các bạn thí sinh đang có khi đến với phần thi này. Đây sẽ là câu hỏi của một nghệ sĩ nổi tiếng thế giới dành riêng cho các thí sinh của đường lên đỉnh Olympia năm nay. In this song I've used a synonym for the word friendship. Can you tell me which word it is? Good luck. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời anh Đức. My answer is bond. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này đó là brotherhood. Bắt đầu bằng chữ B ạ.